Cái này thì mình nghĩ là không phải vấn đề mới, thật sự là như thế, nhưng có điều là nó trong mỗi thời kỳ nó lên cao hoặc xuống thấp thôi. Chứ thật ra cái thời mà mình đi học, mình vẫn nhớ là thời đó là thời mà của anh Hoàng Tường ở Mỹ Thuật, và có cái tờ tạp chí Mỹ Thuật, tờ đấy là tờ bán được tờ rất là tốt mà anh Hoàng Tường hay làm bìa hồi đó. Thì theo anh thì cái hồi đó thì nó có cái khác gì ở mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng? Thời đấy anh làm là thứ nhất là có mua được không, có bán được không, hoặc là có vui thú để làm, hoặc là thì em muốn nói là cái mối giao tiếp giữa báo chí với cả tất cả, đúng là bây giờ mối giao tiếp rất là không bằng ngày xưa. Cái tờ tạp chí mỹ thuật của hội mỹ thuật thành phố Diên Bắc đó thì nó là một tạp chí rất là nổi tiếng, bán cho hội viên và cho các họa sĩ quan tâm, cho các người quan tâm đến nhà báo cho nên không thể nói đó là một tờ báo được. Cho nên mình hoàn toàn không có kinh nghiệm gì báo chí giống như cái hồi đấy thì mình cũng hay mua Thì thật ra thì ngay cả cái vấn đề của Nga Linh nói thì cũng vẫn không đi xa hơn cái vấn đề mà mình nói lúc này, tức là cái vấn đề nhỏ, tức là cái mối đứt gãy giữa cái quan điểm giữa cái sinh viên của mấy trường chuyên biệt với cả các cái mối giao tiếp bên ngoài, và vấn đề lớn hơn là mối thật sự là mối đứt gãy giữa cái cách quan niệm về nghệ thuật nói chung của những người có trách nhiệm và với cả cái sự phát triển của nghệ thuật này. Thế thì ở đây thì tôi cũng xin muốn hỏi anh Lê Thái Sơn đấy về cái việc là theo anh thì là đây là mình đang nói về mối giao tiếp đứt gãy về mặt truyền thông, nhưng mà các cái nhà sưu tập vẫn có theo dõi cái sự phát triển không, và có vào trường để theo dõi không? Hello, cảm ơn các bạn. Thực ra tôi cũng hiểu cái dự án và cái ý tưởng của anh ấy chỉ về những cái việc và vấn đề. Và tôi thì tôi nói thật, quan điểm của tôi là bao nhiêu năm nay tôi cũng theo sát cái mỹ thuật của nước nhà cũng mười mấy năm, đọc khá nhiều, đi khá nhiều. Nhưng mà nói thật lòng là cái nền mỹ thuật Việt Nam nó có cái tiềm trạng nữa. Thời này tức là bản thân cái định chế văn hóa và cái cấp cao nhất của một quốc gia thì không bao giờ người ta quan tâm và người ta muốn đào tạo tất cả những người thành nghệ sĩ. Nó rất là thật như thế. Mà tất cả những người bạn cạnh ngồi tôi đây tại Nô Hoàng Tường, hay ông Nguyễn Sáng là như ông nào đó, ông muốn thành nghệ sĩ là do cái nội lực bản thân cơ ông tự vươn lên thành nghệ sĩ. Đấy là cái đặc biệt của cái mỹ thuật Việt Nam, nó lạ lùng thế, nó khác hoàn toàn với cái nước khác. Đấy, chúng ta nên đi sâu phân tích được cái đấy. Định chế nó không tạo cho các nghệ sĩ, ngay cả bây giờ rất là khó khăn cho những người muốn thành nghệ sĩ thực sự. Thành họa sĩ thì ok, nhưng thành nghệ sĩ là khác hẳn. Theo anh thế nào là nghệ sĩ? Không là anh sẽ nói nghệ sĩ thì thực ra nghệ sĩ là phải liên quan đến sáng tạo. Việc đầu tiên là liên quan sáng tạo, muốn làm gì là như thế. Việt Nam mình thì cái việc đó rất là quan trọng trong cái việc liên quan sáng tạo. Anh có thể biết rằng thì ông Nguyễn Sáng, tất cả những người chúng ta tôn thờ ngày hôm nay thì bản thân nội tự công vươn lên và tự công đầy đọa công để thành công thành nghệ sĩ, chứ bản thân thể chế này không tạo được chúng ta thành nghệ sĩ. Xin cảm ơn anh Quỳnh. Ở đây thì tôi cũng muốn trao đổi tiếp với cả anh Sơn, thì tôi nghĩ là thật ra thì nếu mà ở đây mà không đào tạo thành nghệ sĩ thì thật ra thì tôi nghĩ ở các nước khác cũng vậy luôn. Bởi vì thật ra nếu mà nói về góc độ là để mà tự mình để trở thành một nghệ sĩ thì tất nhiên cái chuyện đấy là đương nhiên rồi. Thế nhưng mà ví dụ như cái thí dụ như là tôi đưa ra ở cái trường Trung Quốc, hoặc là thí dụ như ở đây có cái cuốn này là cuốn nói rất hay về cái chuyện là tại sao mà nghệ thuật Mỹ có một sự thay đổi rất là lớn ở những năm 70 đến năm 60, là thật ra cái chính sách giáo dục của nó rất tốt. Vâng, chẳng nhất. Vâng. Thế thì nhưng mà thật ra thì ở đây tôi rất muốn hỏi thêm cô Cynthia, bởi vì hôm qua có một nói chuyện với nhau thì hai anh em có nói chuyện là thế cô nói là thật ra sau khi mà có một cái tổng kết là tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng ở nước Mỹ, xuất sắc ở Mỹ ấy, thì hầu như là không bao giờ học những trường tốt nhất cả, đúng không? Trên thế giới luôn thì mình cũng muốn hỏi là từ lúc nãy là Cynthia có theo dõi được như đây không, thì ý kiến của Cynthia về cái vấn đề mà mình thảo luận là thế nào?
it's difficult being an artist everywhere in the world. You fight your society, you fight your family, you fight against yourself, the fear that you have of yourself. And every person in different parts of the world have their own struggles. And here, it's a little bit different, a little bit challenging. But there's a lot of improvement. I spoke to artists that are 70 years old, 60 years old, and they said art in Vietnam has changed greatly. And so we just have to keep pushing the boundaries. But of course, slowly. In China, there's a lot of great progress. A lot of artists are pushing, and that's the only thing you can do. And in regards to the second thing is about schools. What Tai was talking about, you can never lose by learning. You can never lose by gaining knowledge. And what you decide to do with the knowledge is up to you. And of course, there's good teachers and there's bad teachers. You can't expect somebody to give you everything. You can't expect one person or a group of teachers to give you creativity, to give you skill, to give you ambition, to give you love, passion. It has to come within yourself. And in regards to going to school abroad, everybody has different expectations. And I think I got a lot from going to school at Hunter. But I think again, what Antai was saying was that you learn and you choose and pick what you like and what you think you can gain by using what you like. OK, Cynthia muốn nói ý kiến của Cynthia đó là để mà cái vấn đề mà làm nghệ sĩ ấy, thì nó không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà nó luôn luôn là một vấn đề có tính phạm vi toàn thế giới, và những cái băn khoăn của chúng ta cũng băn khoăn của tất cả những bạn muốn làm nghệ sĩ, đó là rất là khó để mà tìm hiểu ra bản thân, tìm hiểu ra là chúng ta đi hướng nào, tìm hiểu ra là cái phong cách của chúng ta sẽ đem như thế nào. Và đâu là một thử thách phạm vi toàn cầu, nhưng mà hiện nay á, không chỉ ở thế giới mà ở Việt Nam, đó là cái ngành nghệ thuật nó có những bước phát triển rất là mới và rất là vượt bậc. Và ở Việt Nam thì như người ta nói thì chúng ta chỉ cần những cái bước đẩy phù hợp và tạo thuận lợi cho cái ngành nghệ thuật nó phát triển lên nhiều hơn thôi. Còn mà về việc trường lớp á, thì học không bao giờ thừa cả, và đương nhiên là sẽ có những cái không tương đồng, những cái bất cập về phía thầy cô của chúng ta, nhưng mà thật sự thì cái chuyện mà thầy, những cái kiến thức mà thầy cô mang lại, cái cách mà thầy cô đã cho chúng ta thì nó không phải là cái nguyên nhân để mà tạo những thử thách của chúng ta, mà mỗi chúng ta thì cần phải tự để kiếm ra những cái cảm hứng của bản thân. Và đương nhiên là mọi người sẽ có những mong đợi khác nhau trong cái chuyện học nghệ thuật, nhưng mà ai cũng vậy thì chúng ta phải giống như là chị Mỹ Hà nói và những mọi người khác đều quan niệm, đó là chúng ta phải tự rèn luyện bản thân và phải tự luôn luôn tìm hiểu và khám phá để tạo ra cái điều mình muốn và đạt được cái điều mình muốn. Đây tôi xin đặt một câu hỏi cho Cynthia. Thật ra nó có một cái vấn đề thế này, trở lại ngược lại với cả cái điều ban đầu, nhưng mà mình nói là tại sao lại là nghệ sĩ lại phải đặt ra vấn đề lớn như vậy. Thật ra trong vai trò của tôi